Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày diễn chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vỏ nước thì hãy đi theo người đó. Thấy người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phạm: Các con hãy cầm lấy, này là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho nhiều người. Thầy bảo thật các con, Thầy sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy cho đi lên núi Kinh Dầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, bởi vì phải làm công tác biên soạn sách giáo lý, cho nên tôi cũng có dịp để đọc một số sách giáo lý của các giáo hội bạn. Thế ở trong sách giáo lý của giáo hội Philippines, ý chương mà nói về thánh lễ, về bí tích thánh thể, tôi thấy người ta viết thế này: Nói chung, người Công giáo Philippines rất quý trọng cử hành thánh thể, hay như quen gọi là thánh lễ. Sinh hoạt của một sứ đạo mẫu mực với những hoạt động thiêng liêng, xã hội, bác ái đều quay quanh phụng vụ thánh lễ. Ngay cả những sinh hoạt gia đình như dịp kỷ niệm hôn phối hay dỗ chạp cũng đều được ghi dấu bằng thánh lễ. Những cuộc gặp gỡ hay hội họp của các nhóm Công giáo cũng thường được mở đầu hoặc kết thúc bằng thánh lễ. Như vậy, thánh lễ đã trở thành sinh hoạt tôn giáo quen thuộc nhất với người Philippines, đến nỗi có người bảo là làm cho xong và thật là nhàn chán. Động lực cá nhân khiến người ta đi lễ thì rất khác nhau. Có người đi lễ vì lý do đơn giản là phải đi để khỏi mắc tội trọng, hay là vì vâng lời cha mẹ. Có người đi là vì thói quen, người khác đi là vì muốn giống như mọi người, kể cả đi lễ để khoe quần áo. Những thái độ như thế dẫn đến chỗ người trẻ phản kháng: Tại sao tôi lại phải đi lễ? Tôi có thể ở nhà mà cầu nguyện tốt hơn. Hay là tại sao tôi lại phải rước lễ? Thật là vô nghĩa. Đứng trước những câu hỏi đó, người lớn tuổi lại không có khả năng giúp cho các bạn trẻ hiểu biết và yêu mến thánh lễ hơn. Họ chỉ rơi vào thái độ ra lệnh một cách độc đoán, làm cho người trẻ cha ngang. Giáo hội Philippines nhận định về tình trạng của anh chị em Công giáo, nhất là các bạn trẻ, đối với thánh lễ là như vậy. Thế các bạn nghe cái đoạn văn này, xong các bạn so sánh với Việt Nam mình, các bạn thấy sao? Giống tí nào? Tôi để cho anh chị em và các bạn tự trả lời. Nhưng tôi nghĩ cái nhận định này đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Thì vấn đề đặt ra là tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng đó?
cái tình trạng mà các bạn trẻ công giáo đi lễ chỉ còn như là một nghi thức, như một bổn phận làm cho xong, mà không cảm thấy nó liên hệ gì đến cuộc sống hàng ngày của mình. Thì có thể là các bạn sẽ trả lời tôi là có một nguyên nhân tâm lý rất rõ, là quen quá thì hóa nhạt. Cái điều này rất đúng. Ở đây tôi xin mở một cái ngoặc, các bạn nhìn lại kinh nghiệm của mình coi. Ta đọc một cuốn sách hay nhé, ta xem một cuốn phim hay nhé, vậy mà đến lần thứ ba tôi phải xem lại một cuốn phim hay thì các bạn thấy là sao? Đã chán lắm rồi. Ấy thế mà đi dự lễ Chủ nhật nào thì cũng như Chủ nhật nào, Chúa ở cùng anh chị em lại và ở cùng cha. Lễ xong anh chị em đi bình an tạ ơn Chúa, Chủ nhật nào thì cũng thế thôi. Vậy mà lạ lùng cái là người công giáo vẫn tiếp tục đi lễ, cả các bạn trẻ nữa. Có một lần các linh mục chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này, có một cha thốt lên: thế thì mới biết là có Đức Chúa Trời chứ. Hóa ra vậy, hóa ra là người ta đi lễ đâu có phải vì cái nghi thức mà tuần nào người ta cũng thấy giống nhau, mà là vì niềm tin của người ta vào Thiên Chúa. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cái định luật tâm lý quen thuộc là quen quá hóa nhạt, nó vẫn phần nào chi phối chúng ta. Có thể các bạn nói đến một nguyên nhân khác nữa, đó là mình sống trong một thời đại mà thước đo là hiệu quả, là lợi nhuận. Cái hiệu quả và lợi nhuận ở đây có ý nói mặt vật chất. Không nhiều thì ít, mình sống trong thời đại mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái lối suy nghĩ đó. Thế bây giờ nếu mà ta lấy cái thước đo hiệu nghiệm và thực dụng lợi nhuận vật chất ấy, để mình đo lường thánh lễ thì rõ ràng là thua to, mất giờ, để mất cả tiền nữa cơ chứ, tiền gửi xe, để tiền bỏ giỏ cho thơ. Có một bạn ngoài công giáo đến đi lễ lại hiểu lầm cái tiền đó là tiền chỗ, cho nên anh ấy rất là nhiệt thành, anh nói với cô bạn gái của anh là tiền chỗ để anh trả cho. Tất cả những lý do nó đều có lý cả. Nhưng chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một lý do khác hơn, có lẽ nó sâu hơn, đó là về mặt nhận thức của mình. Tôi muốn nói là người công giáo chúng ta có khuynh hướng cắt đứt cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly, ra khỏi cái khung cảnh của đời sống thực sự mà Chúa đã sống. Chính vì vậy, mình cũng đi đến cái chỗ cắt đứt cái cử chỉ bẻ bánh mà ngày hôm nay ta gọi là thánh lễ, ra khỏi cái khung cảnh sống thực của cộng đồng. Các bạn cho phép tôi khai triển cái suy nghĩ này. Chúng ta quay trở về với Thánh Marco. Thánh Marco kết thúc bài tin mừng hôm nay là: sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Sau khi hát thánh vịnh có nghĩa là chấm dứt cái bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và đối với Chúa Giêsu và các môn đệ đó là bữa tiệc ly, bữa tiệc cuối cùng. Sau bữa tiệc ly đó thì thầy trò đi lên núi cây dầu, có nghĩa là bắt đầu đi vào cơn hấp hối khủng khiếp của Chúa Giêsu ở vườn Gethsemane, có nghĩa là bắt đầu đi vào cuộc thương khó và khổ nạn, và cuối cùng là cái chết bi đát của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúng ta không có quyền cắt đứt cái cử chỉ bẻ bánh trong nhà tiệc ly, ra khỏi cái cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa cứu thế. Cái lỗi của mình là chỗ này.
cái cử chỉ bẻ bánh trong nhà tiệc ly, nó là một cử chỉ biểu tượng để diễn đạt một nội dung. Cái nội dung đó là cái chết hiến dâng của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chính vì vậy, khi Ngài làm cái cử chỉ bẻ bánh thì Ngài nói với các môn đệ: đây là mình Thầy, anh em cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy đổ ra cho muôn người, anh em cầm lấy mà uống. Cái cử chỉ bẻ bánh nó phải gắn với đời sống thực của Chúa. Mà cái từ mình máu này tôi cũng phải giải thích cho các bạn, bởi vì thời buổi nay mà nói đến cái chuyện là ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, nghe xin lỗi có vẻ nó man rợ. Cho nên không lạ gì sau năm 75, ở một nhà thờ kia có một linh mục căng cái tấm biểu ngữ: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống đời đời. Ông chủ tịch mặt trận ông đến ông bảo yêu cầu gỡ xuống. Thế kỷ 20 mà ăn thịt với lại uống máu nghe phát khiếp. Cho nên nếu mà mình hiểu không đúng là rất nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh các bạn ạ, mình thân xác này, nó không phải chỉ là cái thân xác theo nghĩa đối lập với linh hồn, mà người ta dễ nghĩ trong một cách nhìn được gọi là nhị nguyên. Nhưng mà cái mình, cái thân xác này, nó muốn diễn tả con người toàn diện. Con người toàn diện. Cho nên khi mà Thiên Chúa nói ở trong sách Sáng Thế: vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái người vợ của mình, và cả hai nên một thân xác. Thì cái chữ thân xác đó, nếu mà chúng ta hiểu nó chỉ là cái thân xác này thôi này, nó đối lập với linh hồn á, thì thưa các bạn, Kitô giáo trở thành một hệ tư tưởng cổ suý cho cái chuyện tình dục đổi bại nhất. Nhưng mà nên một thân xác có nghĩa là nên một trong con người toàn diện. Và máu ở trong Kinh Thánh, máu được coi là nguyên ủy của sự sống. Cho nên giao ước mà Chúa ký kết với người Do Thái ở núi Sinai, bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc tới, là một giao ước được ký kết bằng máu, bằng sự sống. Và nếu mà ai đổ máu của người khác thì đối với Thiên Chúa người đó có tội rất nặng. Thỉnh thoảng trong một vài cuốn phim của phương Đông chúng ta cũng thấy cái cảnh gọi là cắt máu ăn thề như thế. Khi mà người ta đã lấy chính máu mình mà thề hứa đó, thì nó diễn tả một sự gắn bó sinh tử, cùng sống cùng chết. Thế cho nên đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn, anh em hãy cầm lấy mà uống. Có nghĩa là Chúa Giêsu hiến dâng tất cả con người của Ngài, tất cả sự sống của Ngài để trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác sống. Cái lối sống đó Chúa Giêsu đã chọn và đã sống suốt cả cuộc đời. Và đỉnh cao của lối sống đó là cái chết của Ngài trên thánh giá. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh lại với các bạn một lần nữa, chúng ta không được quyền cắt đứt cái cử chỉ bẻ bánh ở trong nhà tiệc ly ra khỏi cái khung cảnh sống thực của Chúa Giêsu. Tại vì mình cắt đứt như vậy, cho nên ngày hôm nay đối với mình dâng lễ có nghĩa là làm lại cái cử chỉ bẻ bánh. Xin lỗi, dễ như không. Mà nó không có liên hệ gì đến đời sống hàng ngày của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu cho đúng
cái cử chỉ bẻ bánh nó gắn liền với cái chết thập giá của Chúa, gắn liền với lối sống tận hiến của Chúa Giêsu đó. Thì thánh lễ của mình có một ý nghĩa cao cả lắm. Hiểu như vậy thì mỗi khi dâng thánh lễ, và đặc biệt là khi rước lễ, các bạn và tôi lãnh nhận một lời nhắc nhở. Tại sao vậy? Chúng mình dùng cái từ gọi là rước lễ để diễn tả một thái độ tôn trọng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta rước Chúa vào lòng. Nhưng mà cái từ rước lễ thì hơi tiếc, nó lại không diễn tả được một cái nội dung rất là căn bản. Có một từ khác ở trong tiếng Việt Nam, hiển lễ. Nếu các bạn trở lại với tiếng Latin hay là tiếng Pháp, tiếng Anh đó, tiếng Pháp là tôi thấy rõ nhất, communio. Các bạn phân tích cái từ đó, các bạn sẽ thấy nó là con o như là một. Rước lễ là gì? Rước lễ là trở nên như là một với Chúa Giêsu. Và khi mà các bạn lên rước lễ, linh mục nói mình thánh Chúa Kitô, các bạn trả lời amen. Amen có nghĩa là tôi tin chắc đây là mình thánh Chúa Kitô, chứ không phải là bánh mì. Đúng rồi. Nhưng mà còn thêm một nghĩa nữa là tôi nhìn nhận cái lối sống của Giêsu là lối sống mà tôi chọn lựa. Cái ý nghĩa đó nó mới hiện sinh, nó mới gắn với đời sống. Thế cho nên khi mình dâng lễ, và nhất là khi mình rước lễ, thì các bạn và tôi lãnh nhận một lời nhắc nhở, để rồi mình cũng dám sống một cái lối sống biến cuộc đời mình thành bánh bẻ ra cho người khác. Bây giờ thì tôi hiểu được tại sao cha Xavier nói rằng linh mục phải là một con người bị ăn, bị nhai, bị nghiền nát, bị nuốt đi. Nghe khiếp quá. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Bởi vì linh mục mà gắn đời mình với thánh lễ, mà dâng thánh lễ cho đúng nghĩa, có nghĩa là phải biến chính mình thành tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em. Cái nội dung đấy chúng ta được nhắc nhớ mỗi lần dâng thánh lễ, nhất là rước lễ. Và cùng với lời nhắc nhớ đấy thì các bạn và tôi lãnh nhận một cái sự sống để mình có thể sống được cái lối sống của Chúa Giêsu. Bởi lẽ trong thực tế là khó lắm. Ngày hôm nay trong thời đại của chúng ta đó, là người ta đang có khuynh hướng biến người khác thành tấm bánh cho mình ăn nó đã. Chứ còn đâu có mấy ai chấp nhận biến mình thành tấm bánh cho người khác được ăn. Hoàn toàn ngược. Chiều hôm qua trong nhà cơm, tôi đọc cho các cha trong nhà nghe một bài của báo Tuổi Trẻ. Nghe xong ai cũng nghĩ ngợi hết. Một câu chuyện rất là bình thường về giáo dục. Đại khái kể rằng là có một em bé, nó học lớp 1 và nó được làm lớp trưởng. Nhiệm vụ của lớp trưởng là gì? Là xem xét để rồi báo cáo lại cho cô giáo biết đứa nào trong lớp nó nghịch ngợm, nó quấy phá. Thế rồi thì một ngày kia, người cha là một ông phó tiến sĩ về kinh tế mà tự hào về đứa con của mình lắm. Câu chuyện này là chính ông ấy đi khoe với một người bạn là một ông tiến sĩ ở nước ngoài. Một ngày kia thì người cha thấy ở trong cặp của đứa con có cái phong bì, trong có 200 đồng bạc thì có bao nhiêu. Nhưng mà ông nhớ là ông không có cho tiền bao giờ hết, thì tại sao nó lại có tiền? Mới sợ hay là nó ăn cắp của ông bà nội? Mới gọi con đến hỏi, thế sao trong cặp con có tiền của ai?
mà của con chứ của ai. Mà thế làm sao con có? Bảo bạn con nó biếu. Làm sao nó biếu? Bởi vì nó sợ con báo cáo với cô giáo là nó phá, cho nên nó biếu. Khôn ngoan vậy. Nghe các bạn có cảm thấy gì? Nhưng mà nghĩ một tí thì đau đớn lắm. Một cái thằng bé con mà các cụ Việt Nam mình hay nói gọi là hỉ mũi chưa sạch, mà đã biết sử dụng cái chức vụ của mình để làm ăn rồi, để biến thằng bạn mình thành bánh mì cho nó rồi. Mà từ bé nó đã mang một cái thói như thế thì có lạ gì sau này nó làm quan thì chết thiên hạ hết. Thời buổi này hóa ra đâu có phải chỉ có người lớn thì mới tính toán như vậy, trẻ con cũng tính toán. Cái đau đớn hơn nữa là bố nó, một ông phó tiến sĩ, mà lại ấy làm hân hạnh về đứa con của mình như thế. Không biết là hân hạnh về cái gì. Mà cái đau đớn hơn nữa, nếu mà chúng ta nghĩ cho tới cùng, là cái môi trường giáo dục như thế nào để khiến cho trẻ con nó như thế. Rất nhiều vấn đề. Thế tôi chỉ lấy một hình ảnh rất nhỏ để minh họa. Minh họa cái khung cảnh của cuộc sống ngày hôm nay. Người ta đang muốn biến người khác thành bánh cho mình, chứ chẳng ai chấp nhận mình trở thành bánh cho người khác. Và vì vậy rất khó để sống tin mừng. Chính vì thế khi ta đón nhận mình bảo Thánh Chúa, không chỉ là đón nhận một lời nhắc nhớ, mà còn là đón nhận một cái sức mạnh, một sự sống để giúp cho mình có thể sống. Các bạn có cái kinh nghiệm này trong cuộc đời, là khi ta gặp những khó khăn, thử thách, nhưng ta nhớ đến một ai đấy, cha mình, mẹ mình mà mình yêu thương, hoặc là một người nào đó mà mình yêu thương, thì chính cái hình ảnh của người đấy trở thành sức mạnh tâm thần giúp cho mình vượt qua cái cơn thử thách. Các bạn có kinh nghiệm như vậy không? Cái kinh nghiệm đấy tôi nghĩ là nó không giải thích được hoàn toàn cái kinh nghiệm thần bí ở trong bí tích thánh thể, nhưng nó có thể một phần nào giúp cho chúng ta cảm nhận một cái sự chuyển thông màu nhiệm sức sống của Chúa Giêsu nơi mình. Đến nỗi mà Phaolô có thể nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Sự sống của Giêsu Kitô luôn chuyển ở trong tôi. Nó có thể giúp cho mình cảm nhận được một phần nào cái kinh nghiệm thần bí đấy. Nếu anh chị em chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ hằng tuần như vậy, thì rõ ràng thánh lễ đã trở thành đỉnh cao và suối nguồn của đời sống rồi. Đỉnh cao là bởi vì chiều Chủ nhật các bạn đến đây, các bạn mang tất cả cái tuần lễ đã qua tới, những thành công, những thất bại, những hy vọng, những âu lo, các bạn đem tới đây tất cả. Và chúng ta đặt ở trên cái địa thánh để kết hợp với tâm thánh, sẽ được biến thể thành mình Chúa Giêsu. Mà là suối nguồn, bởi vì ta đón nhận cái lời nhắc nhở và ta đón nhận một sức sống để ta trở về với một tuần lễ mới và cố gắng sống cái lối sống của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, tôi biết là hôm nay tôi làm mất hơi nhiều thời giờ. Chủ nhật nào chúng ta cũng dâng thánh lễ, nhưng hôm nay là cái dịp đặc biệt để tôi có thể chia sẻ với anh chị em và các bạn một chút về cái ý nghĩa của thánh lễ, của bí tích thánh thể. Chúng ta nhắc nhớ nhau và đồng thời cầu nguyện cho nhau để mỗi thánh lễ trở thành đỉnh cao và suối nguồn trong đời sống của chúng ta.